الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة فريضة واجبة وصلاة نافلة مستحبة. في جملة لنقول صلاة ما chỉ làm hai loại. Một hành một chương lệnh về صلاة bắt buộc và những cuộc chương hành lệnh về صلاة tự nguyện. الصلاة الواجبة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. لابد أن نصلي في كل يوم خمس صلوات. Những cuộc hành lễ bắt buộc đó chính là những cuộc hành lễ đã được mặc định cho những người Muslim phải hành lễ 5 lần một ngày. صلاة الفجر ركعتين. Vì hành lễ فجر 2 ركعات. صلاة الظهر 4 ركعات. Và hành lễ ظهر 4 ركعات. صلاة العصر 4 ركعات. Của hành lễ عصر 4 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات. Hành lễ مغرب 3 ركعات. صلاة العشاء 4 ركعات. Và của hành lễ عشاء 4 ركعات. كذلك عندنا في كل جمعة نصلي صلاة الجمعة ركعتين في المسجد هنا مع الإمام مكان صلاة الظهر. Và hàng tuần vào trưa thứ sáu thì chúng ta sẽ có cuộc hành lễ Jumu'ah vào ngày thứ sáu. Điều đó thay thế cuộc hành lễ đó thay thế cho hành lễ Zuhur vào trưa ngày thứ sáu.